Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu các anh em tham gia một dự án Bumerang Protocol các bạn. Để tham gia dự án hôm nay mình link phần link mô tả dưới video của mình mở tất cả mong start chatbot các bạn. Để website của nó các bạn vào tìm hiểu website nha các bạn. Airdrop này mình sẽ nhận được 10 token có ký hiệu là BMR nha tất cả các bạn. 1 BMR bằng 1 TBC các bạn. Rồi bấm join airdrop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh chat, nhóm chat, channel và follow từ Twitter, follow minimum các bạn. 4 nhiệm vụ thì minimum thì các bạn vào follow các bạn. Vì trang web minimum nặng quá mình khó follow các bạn. Rồi các bạn follow kênh channel nó các bạn mới đáp lại các bạn. Từ Twitter các bạn follow. Rồi các bạn follow các bạn. Con này trên 8 BNC Smart Chain các bạn. Sẽ đích sản BNC thôi. Các bạn like và tweet lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Minimum thì các bạn nhấp vào follow minimum các bạn. Rồi thì các bạn nhấp vào follow win nè. Chừng nữa có gì các bạn nhấp vào avatar hình đen đen nè. Nhấp avatar các bạn lấy đường link profile mình nha các bạn. Mình chỉ như vậy các bạn là không được nữa thôi rồi luôn. Rồi bạn bấm nhanh lúc submit đi tên nè các bạn. Rồi bấm done nè. Tiếp tục bạn gỡ lên đường link profile Twitter của mình nè. Thì các bạn mở Twitter của mình ra các bạn. Bạn nào không biết thì xem lại những video mình hướng dẫn các bạn lấy username đó các bạn. Hoặc là đường link đó. Tiếp tục bạn gỡ đường link profile Twitter của các bạn. Nhập vào. Rồi bạn gỡ cho bot nha các bạn. Tiếp tục bạn gỡ đường link profile minimum các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn lấy đó. Các bạn nhấp vào cái mục đen đen. Rồi nhấp vào trang cá nhân. Rồi bạn copy đường link profile mình nha các bạn. Thì mình đã copy đây sẵn rồi nè. Chút nó mau các bạn. Hello. Telegram. Mình bắt vào đây. Tiếp tục bạn gỡ địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate ra. Các bạn có thể copy địa chỉ ETH cũng được nè. Rồi tất cả các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn gỡ địa chỉ Smart Chain này nè các bạn. Mình sao chép đây nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên. Nó có join kênh Telegram channel không? Rồi bạn join vào các bạn. Nếu join vào xong bấm done. How you tweet and retweet pin bot không? Bấm set nha các bạn. Rồi đây thì cái link của mình nè các bạn. Rồi bạn bấm set nè. Set tiết. Rồi ok. Các bạn dựa lên game chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập căng. Các bạn những video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.